Trời giống như đi lấy chồng quá má. Thiệt luôn á. Mẹ con đang đi lấy chồng mẹ. Ừ. Và chú ghẻ em đâu? Chú ghẻ đây. À dạ. Muốn chú ghẻ nào nữa? Tại anh em chụp hết lần rồi. Con muốn chụp ai? Ai biết. Chụp Phú Quốc hay là cái gì? Resort Season Nha Trang 80 triệu nè. Phú Quốc nè. Hồi xưa cái bộ ảnh cưới của mình là 8 triệu mấy đúng không anh? Cái gì mắc hơn 8 triệu mấy à? Chắc là 9 triệu. 9. Hồi xưa chụp hình cưới không phải tốt lành đâu. Chị nó cho nó tới mấy chục triệu đi Đà Nẵng chụp lận. Nhưng mà nó cắn, nó chụp có 8 triệu mấy thôi. Đặng nó lấy tiền nó mua cái nón mô tô gì đó. Chụp hình cưới mà nó cũng cắn mua tiền. Mua cái nón mắc tiền không đi chụp hình. Hồi đó là đây, hồi đó là có tiền đó mọi người, cái kiểu cắn lên để mua cái nón. Cắn diếm đi mà cắn. Tái hiện lại hồi xưa cưới không có mấy đứa này, buồn lắm. Bữa nay sẽ làm một bộ ảnh không phải là nhân dịp kỷ niệm ngày cưới mà là cô boss được 4 tuổi chụp một bộ hình cha mẹ mặc đồ cưới. Thử cái đó trước. Cho tôi thử cái. Ừ, cô thử cái luôn đi. Cái này gọi là sao? Đu đeo với nhỏ con trai. Chặt chém. Con tới đâu mẹ tới đó đó, dạng vậy. Đó. Cô dâu hôm bữa đó mọi người. Ừ, cô dâu chưa đẻ nữa mà. A few moments later. Chú rể chuẩn bị nha, cô dâu sắp ra nghe chú okay. Rể. Ok. Hợp quá. Biết đợt này sao không? Biết có giống như đợt trước không? Đợt trước sao vậy? Anh Jen ơi. Trước gà chắc là lết không? Cô dâu đã sẵn sàng mời anh. Anh kéo màn ra. Đúng rồi, giật mạnh ra, giật hút cái màn cho em. Chị Rái đứng như đó, chú rể bước lên nhìn em luôn và chụp tấm hình nè. Làm gì cậu? Bích tiền hay sao? Rồi kia này mẹ chặt con rồi. Rồi cười nè, cười tươi lên nè. 1, 2, 3, cổng đứng nha. Chớp. Rồi xong. Hai đầu. Ê cô như cô lấy bộ này đi họ cho anh Ti cũng được á. Đúng rồi, đi giám họ rồi bạn giữa. Không, đưa gái về nhà chồng. Dạ bộ khóc với cô Như đầu cổ đen luôn. Không biết ai đám cưới à? Không, đây là tôi trước buổi tiệc. Cái này nó ăn đẹp quá ha. Nhưng mà cái này thì thích style nào, hay style sexy hay style công chúa? Đương nhiên là tại mình thử nhiều đi để biết, không biết nữa. Trời giống như đi lấy chồng quá má. Thiệt luôn á. Mẹ con đang đi lấy chồng mẹ. Ừ, rồi chú ghẻ em đâu? Chú ghẻ đây. À dạ. Muốn chú ghẻ nào nữa? Tại anh em chụp hết lần rồi. Con muốn chụp ai? Ai biết. Cô được không? Chị ra đây thôi nha. Dạ cô. Ê Liễu làm chú ghẻ. Nói gì trời. Chị ra đi. Chị em không để nó ăn thịt nha. Không, cô mặc bộ đồ vest tôi, cô bước ra. Ê, mai cô chụp cho tôi tấm không thiệt chấn động quá. Rồi. Cái này cái này nó cứ nó đẹp đẹp. Trời ơi, luôn dữ quá, cô dâu gì kỳ vậy trời. Cô dâu nhân hồ quá vậy. Ở đây chú ghẻ, đây. Đây. Chú ghẻ. Trời đánh chú ghẻ. Cô làm thầm trời đánh tôi đi. Được không gia đình? Gái, thấy sao? Nào, mẹ đưa con về cho chồng mặt này nha. Mình thấy mẹ, mình thấy chị gái mặc ôm. Cái này là xòe nhưng mà chắc Như sẽ mặc những cái ôm. Thử coi để coi cái ôm với cái xòe cái nào hợp gia đình chọn ha. Ok, đây là một mẫu. Rồi. Tưởng con ghế thôi không? Thẩm xuống rồi. Thẩm xuống. Sexy nhất cho chị. Em thì em thích em mấy cái phường bọc. Cái nào sexy nữa không? Nó xuống. Cái này anh cho sexy. Chào mọi người, cô dâu sẽ quay trở lại trong ít phút giải lao nữa. Mọi người xem quảng cáo đỡ nha. Tâm lý hồi hộp lắm. Giờ đi đón cô dâu của tôi nè. Cô dâu của anh đâu rồi? Chú ghẻ đang đợi đây. Rồi chưa? Chú ghẻ đang đợi nè. Ra đi. Em hứa. Em hứa.
xỉu chú rồi. Chết với. Được. Được, cái này đúng là cô dâu của tôi nè. Ừ. Mời đi xuống. Chịu. Chấm. Chấm không chú ghế. Đẹp. Em thấy món này đẹp chứ sao. Không, chụp kỷ niệm chụp vậy được rồi. Đơn giản vậy thôi. Cái dự định này là Như với anh Thiện định làm là cũng mấy năm rồi. Ổng rủ là từ lúc boss mới có 1 tuổi á. Nhưng mà lúc đó mập quá thì sao mình đi chụp được. Chụp nó cũng không có đẹp cho nên là mình không có chụp. Cái áo thì đẹp rồi nè chị gái. Đâu coi coi. Ai cho mày vô thay đồ cho chồng đó đó. Chật hả? Cái quần hồi nãy em đem vô anh thấy. Em thử chưa? Cái quần anh thử nè. Cái này em đem 2 cái lận đó. Quần cái mà tính chụp là lúc boss 1 tuổi nhưng mà lúc đó mập quá, 9 mấy ký chụp ai coi. Lúc đó vậy nè mà kêu chụp nè. Coi. Nè. Lúc đó vậy nè mà kêu chụp nè. Này chắc tiệm phải thiết kế riêng bộ chứ không thể nào vừa nha. Xác định luôn nha. Rồi chứ chú rẻ. Xong rồi à. Cái gì? Tù đâu đẹp ra luôn. Không, chú rể giờ này mập rồi. Ẩm hết nổi. Sao được con cô dâu? Cô vâu thấy chú rể mặc cái này cô vâu cũng đẹp. Thử nữa đây còn không chị? Cái phông nào ngắn tí xíu. Ngắn xíu à. Chú rể hơi lục. Thứ này là nhưng mà cái áo nó hơi ngắn lại xíu. Nếu mà ngắn á là mình chỉ có đổi size thôi. Rồi nhỏ lại. Dạ đúng rồi, anh càng lấy size lớn, phông nó bự. Dạ. Nếu mà cái kia anh mặc không có chật lắm. Cái màu đó kìa ha. Cái nhung này cũng không thích lắm. Lấy cái này thử cái này đi, cái này đẹp. Nó chắc bự với anh. Anh tỏ hai cái. Đưa hai cái tay. Ơ gì là con tôi thấy bụng tiền nó bự lắm á. Đâu cái bụng đó, cái bụng đó. Không, cái đùi nó bự á. Xin lỗi nha. Để tới tao, tới tao. Cái đùi hơi ớt một xíu không? Cái gì vậy? Cái này mình đo sao để vừa sửa giống Hi đưa nói cho những cái quần đen này Hi bạn Hi thích là đúng không? Quá đúng được đúng rồi mà, thì em thấy cái Rồi mọi người ơi thì đây là một cái tập kỷ niệm sắp tới ngày sinh nhật của cô boss tròn 4 tuổi cho nên là chụp. Như với anh Thiện quyết định là chụp với con một bộ hình. Mọi người cùng đón chờ bộ hình sắp tới của nhà Nguyễn Huỳnh Như với lại cô boss nha. Cảm ơn mọi người.